so với các tỉnh mình đi thì hiện tại nơi này đang là nơi đẹp nhất. Là em, mình là Cường. Và hôm nay mình và Cường đang ở Izu, đúng không? Và bữa nay ở Izu tại sao? Tại vì hai tụi mình sẽ chỉ cho các bạn hai nơi địa điểm mà các bạn nên phải đi. Hai địa điểm rất là nổi tiếng. Và hiện tại địa điểm đầu tiên của Izu đây là gì ạ? Kawasaki Sakura. Đây là một nơi mà các bạn có thể ngắm Sakura được. Tại hương Sakura các bạn biết là thường tháng 3 mới đến không? Nhưng mà bây giờ là giữa tháng 2 là đã có Sakura rất là đẹp rồi. Màu hồng và nói chung là nở rộ luôn. Mình đi nào. Hoa anh đào Nhật Bản thường nở rộ vào tháng 3 hoặc tháng 4. Nhưng các bạn có biết là các bạn vẫn có thể ngắm hoa anh đào vào tháng 2 đấy. Giống hoa anh đào nổi sớm này được gọi là Kawazu Sakura. Giống hoa anh đào các bạn thường thấy ở Nhật Bản có tên là Somei Yoshino, và giống hoa anh đào này thường chỉ kéo dài trong vòng một tuần, còn Kawazu Sakura này thì có thể kéo dài trong vòng một tháng lận. Kawazu Sakura là một giống hoa của một thị trấn tên là Kawazucho ở tỉnh Shizuoka. Từ Tokyo đến Kawazucho chỉ mất khoảng 2-2 tiếng rưỡi bằng tàu lửa. Giá vé cho một chiều thì là khoảng 6.000, nên đây là một nơi mà các bạn có thể đi cho một chuyến đi trong ngày được. Vậy em đi ở đây thấy thế nào? Thực sự là hai bên bờ sông nhỏ, hoa anh đào nở rộ này, cảm giác hơi yêu, một kiểu lãng mạn. Kawazu Sakura có một màu hồng rất là đặc trưng, và mình thấy là những ngày mà thời tiết đẹp thì cái màu hồng và cái màu xanh của bầu trời là một sự kết hợp rất là hoàn hảo. Chụp hình thì mình thấy rất là đẹp, và nắng mà xuyên qua hoa thật sự là kỳ diệu. Tại thị trấn Kawazu các bạn có thể ngắm khoảng 850 cây anh đào Kawazu Sakura xếp thẳng hàng ven bờ sông. Cảnh này mình thấy thật là lãng mạn. Một điều khá đặc biệt ở thị trấn Kawazu là xe lửa sẽ đi ngang qua những hàng cây Sakura ở bên dưới đang nở rộ. Và mỗi năm đều có những nhiếp ảnh gia đến để chụp hình xe lửa đi ngang qua với Sakura bên dưới. Như các bạn đến vào đúng thời điểm, các bạn có thể ngắm được cả hoa cải ở đây nữa. Màu vàng của hoa cải và sắc hồng của Sakura là một cảnh mà mình thấy là rất là tuyệt vời, và mình nghĩ là lý tưởng để chụp hình luôn đó các bạn. Vậy mình và Cường đang đi bộ xung quanh ở Kawazu đúng không? Xong rồi tự nhiên thấy cái anh người Việt mặc áo dài, thành ra đương nhiên là phải cũng vật lãnh rồi. Vậy cho em biết anh tên gì? Mình xin giới thiệu, mình là Cao Trọng, mình nghề nghiệp làm công việc ở dưới Hamama chức bên biển mạng. Hôm nay được dịp xuống dưới Shizuoka ở Izu này ngắm hoa anh đào ở đây đây. Thì ở đây được cái nhiều người biết đến là vì con đường hoa anh đào này lại gần với đường tàu, nên là cùng với khung cảnh chia sẻ về ảnh vừa đường tàu kèm theo bên dưới chân đường tàu lại có cả hoa cảnh vàng. Là có thể chụp hình vừa đường tàu và vừa chính những cái nơi này hình ảnh như vậy nên mới nổi tiếng, không những những cái nét đẹp của Nhật Bản tiếng ở ngay tại Nhật Bản mà còn về Việt Nam cũng biết đến hình ảnh như này được lan truyền nhé. Bên cạnh đó thì người Việt Nam cũng hay đến đây du lịch, rồi các nước như kiểu là Philippines, nước ngoài cũng đến đây nhiều, các nước khác cũng phải đến. Thì mình cũng đến đây tầm 3-4 lần. Giống như hướng dẫn viên du lịch ở đây vậy. Mình cũng đưa dẫn bà con đến đây nhiều, thì mình cũng đi nhiều nên là mình dẫn bà con đến đây nữa để chia sẻ hình ảnh đẹp với những ngày cuối tuần thì đến đây để tản bộ, để thư giãn. Vậy anh có thể nói là chỗ nơi này là có nơi mà anh thấy Sakura đẹp nhất ở Nhật Bản không, hay là có chỗ nào khác không? So với các tỉnh mình đi thì hiện tại nơi này đang là nơi đẹp nhất, nơi đẹp nhất. Vì các chân dung này nó khớp với các cái hình ảnh quảng bá như thật thôi, chứ không phải là giả, nên là được nhiều người ủng hộ. Mình chỉ cần nói đến cái là mọi người đẹp. Ok, rất là cảm ơn anh vì hôm nay đã đón hết mình. Cảm ơn anh, chúc bà con năm mới mình. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn nha. Các bạn có biết là tại đây có một onsen để ngâm chân,
có nghĩa là các bạn vừa ngắm sakura và vừa ngâm chân trong suối nước nóng. Nhưng năm nay vì dịch nên nhà nước đã đóng nơi này. Nhưng mình mong là năm sau mình có thể quay lại và ngâm chân tại nơi đây. Bạn là ở đây cũng khá đông người đúng không? Mình cũng đang là thời dịch thì có lẽ đi thì không lo lắng. Nhưng mà ở đây nó có một cái hệ thống cho những người mà muốn thì mình có thể vô xong rồi đo nhiệt độ, cái xong rồi nếu mà nhiệt độ ok thì nó sẽ cho mình cái miếng gì đó ha, và nó sẽ nói với nhiệt độ và cái thời gian nữa, và mình có thể đi bộ, và nếu mà mình đi gần xung quanh mà ai mà có cái này thì người ta sẽ cảm giác an tâm hơn, và mình thấy ai có cái này thì mình cứ nói là ok chụp hình gần gần, mình có thể bỏ khẩu trang ra cái đấy không nhưng mà mình có thể đi gần người ta xong mình nói ok không sao không, chắc không có bị gì đâu, hay không an tâm đi tiếp nào. Nói chung ở đây là một nơi lý tưởng để thư giãn, tản bộ và chụp hình. Và như các bạn đói, các bạn cũng có thể đem bento hoặc đồ ăn và ăn ở ven sông nữa. Các bạn cũng có thể mua đồ ăn ở các gian hàng. Họ bán những món khá truyền thống như takoyaki, yakisoba. Hoặc nếu bạn ăn muốn ăn tráng miệng, ăn đồ ngọt thì các bạn có thể mua kem nữa. Và để về quê rồi thì mình nhất định khuyên các bạn phải mua những trái cây ở đây. Izu thì có rất là nhiều cam và giá thì thật sự rất là rẻ luôn các bạn. Và các bạn nào mà muốn thì có thể mua về trồng một cây kawazu sakura, nhưng mình báo trước cho các bạn là giá nó rất là đắt. Vậy bây giờ mình ở điểm thứ hai đúng không? Thì nếu mà các bạn đã đi kawazu rồi ngắm hoa mấy cái đó, xong rồi sao muốn nghỉ ngơi ở Izu thì một thành phố các bạn có thể đến, nhiều thành phố lắm ở Izu, nhưng mà mình thấy các bạn có thể đến là Shuzenji. Đúng. Và em thấy nơi này thế nào? Và ở đây có một cái Otera, nếu mà đi tháng 4 thì sẽ có rất là nhiều hoa anh đào rất là đẹp nữa. Cái Otera này nè, đằng kia còn có cả một cái suối rất là đẹp nữa. Có thể đi bộ rồi. Vì Izu thì nói chung là Nhật Bản, nhưng mà Izu rất là nổi tiếng cho những cái onsen á. Thì các bạn có thể đi onsen ở đây, và nếu mà ở một đêm thì có thể đi ryokan nữa. Nếu các bạn không biết ryokan là gì thì nhớ coi xem cái video mình làm mấy tháng trước về ryokan nha. Nếu các bạn không có dịp để đi ryokan ở Shuzenji thì các bạn vẫn có thể ngồi để ngâm chân trong nước nóng onsen và ngắm cái sông. Buổi sáng thì mình nghĩ là cái cảnh rất là đẹp, nhưng mà buổi tối thì có gì rất là thơ mộng, rất là huyền bí. Và còn một địa điểm nữa đó chính là Nijino Sato. Và ở đấy thì có rất nhiều thứ bạn có thể làm được, như là có một công viên giải trí rất là lớn ở đấy. Và bạn có thể làm được vô số thứ rất là vui ở đấy. Giống như là đầm sen, giống như là Disneyland vậy hả? Đúng rồi, đó Izu cũng có một khu không ngoài những cái chỗ tĩnh lặng yên tĩnh như thế này, và vẫn có những cái chỗ nhộn nhịp khác, khu vui chơi giải trí. Nên vậy có thể là đến đây nghỉ ngơi mà cũng có thể đi chơi nữa. Thì mình nghĩ là các bạn nào mà sống gần Izu, giống như là trong tỉnh Shizuoka đúng không? Hoặc là nếu mà sống ở Tokyo nữa cũng được. Có thể đúng rồi. Bất kỳ nơi đâu ở Nhật Bản. Thì cũng có thể đến Izu. Mình thấy là nếu mà Izu mà đi bằng xe lửa hả, thì chỉ có một tiếng không? Hai tiếng gì đó. Cũng như là nghỉ ngơi, được nghỉ 3 ngày, 4 ngày gì đó thì có thể đến đây đúng không? Nếu các bạn đã lên lịch đi thì nên đi ở đây khoảng vài 3 ngày gì đấy mới có thể thăm thú hết đúng được rồi, mọi đúng thứ. Đúng rồi, vậy mới sướng. Và nhớ là đi tháng 2 thì có thể đi coi hoa anh đào. Còn mùa hè thì có thể đi biển, rồi núi, rồi bơi trong sông, rồi câu cá gì nữa đúng không? Và chị không có nói, mà nếu mà các bạn làm cái lịch trình này mà đi từ Kawazu đến Shuzenji á, thì đi bằng xe hơi chỉ có 1 tiếng thôi, thành ra có thể là buổi sáng đi ngắm hoa anh đào rồi xong buổi tối đến đây ngủ. Cũng hợp lý. Ok đúng không? Vậy cảm ơn các bạn đã coi video tới đây. Nếu các bạn có thích video này thì nhớ cho một nút like, cho một subscribe vào kênh. Và đúng rồi, để gặp mình và cùng trong tương lai. Và nhớ comment những ý kiến của các bạn về những video tiếp theo, để chúng mình có thêm ý tưởng cho những video sắp tới. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye.